đó. Xe nào? Xe Mai Thảo á, chắc nó cũng xe tôi, xe tôi đẩy lên tới đây, trên đây khoảng tầm 15 phút sau á, nó chạy nhanh quá, qua bắt đầu xử lý thì nó mới đẩy thằng này nè, đẩy này vô đây rồi nó vô bên trước, còn đẩy taxi quay đầu nữa. Thì tôi bị chạy trước này nè, còn bên kia, còn bên xe anh kia thì lơ nó dính trong xe đó rồi đó.